vợ cũng là phụ nữ. Phở của anh chị ngon lắm. Lần sau tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh chị. Em ơi. Gì ạ? Tới giờ đi đón con rồi. Một mình em có làm được không? Anh đi đón thằng bé. Vâng, anh đi đi. Chắc cũng sắp hết khách rồi. Em làm cứu cũng được. Phở của tôi xong chưa chị ơi? Có rồi đây ạ. Con vào ăn cơm với ông bà đi. Bà ra quán phụ mẹ con dọn hàng cái đã. Vâng ạ. Cô ấy đã dọn xong hàng rồi cơ à? Mà cô ấy đi đâu rồi? Đúng thế rồi. Mấy năm nay cô ấy làm gì có được bộ váy đẹp đẽ nào. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong quán phở. Mình có nên mua nó hay không? Số tiền cũng không nhỏ. Sao hôm nay anh về muộn thế? Bởi vì anh phải đi mua cái này đây. Em mở ra xem đi. Chiếc váy này. Mấy hôm trước anh gặp em đang đứng trước cửa tiệm ngắm nhìn chiếc váy quên cả trời đất. Em rất thích nó đúng không? Em... Anh xin lỗi. Từ ngày chúng ta cưới nhau đến đây, chỉ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền mà anh ít quan tâm đến em. Anh quên mất em cũng là người phụ nữ, cũng thích váy áo đẹp và rất nhiều điều khác nữa. Anh làm em bất ngờ quá à. Nhưng mà em qua đó không phải để ngắm chiếc váy này đâu. Thế em đứng đó làm gì? Thật ra là em ngắm chiếc máy khâu trong đó. Hóa ra là em ngắm chiếc máy may à? Dạ, thật ra là em có một ước muốn định làm từ lâu rồi. Là có thể tự tay may cho hai cha con và ông bà những bộ quần áo mới. Nhưng mà anh thấy đó, vợ chồng mình cả ngày ở quán phở bận rộn là thế. Thời gian chăm sóc cho con cũng eo hẹp. Cả anh nữa, anh cũng cần những bộ quần áo tươm tất để ra ngoài chứ. Cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ? Để em đi thử váy cho anh xem nha. Đẹp quá, chắc là vừa anh à. Cảnh đẹp quê hương. Ông ơi, ông mang đi cho nóng ông này. Quái, thằng Hùng đi đâu rồi ông nhỉ? Chắc con lại ra ngoài kia xem bà con kéo lưới rồi bà ạ. Cái thằng đó là chân tay chẳng bao giờ ngồi yên cả. Con ông nó ham tìm hiểu thế còn gì. Chẳng thế mà thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp, lại còn được trường đại học cử đi tu nghiệp ở nước ngoài nữa. Ừ, chứ còn sao nữa. Mỗi khi đi họp hành gì á là tôi cũng thấy mát mày mát mặt với anh em họ hàng. Thôi ông ăn đi nhé. Lát con nó về, ông giục nó ăn sáng đi. Nguội hết cả rồi. Thôi, tôi phải đi ra ngoài làng có chút việc đây. Không khí đảo quê mình thật trong lành làm sao. Thiên nhiên thì hùng vĩ nên thơ. Sắp đi xa, chắc chắn mình sẽ nhớ vùng đất này lắm đấy. Là cậu Hùng nhà ông Toản, chàng trai học giỏi nhất làng kia. Nghe đâu sắp được ra nước ngoài tu nghiệp đấy. Chào các cô, các bác ạ. Hôm nay bội thu quá các bác nhỉ. Cũng may là mùa này biển ít động, nên cũng có thể chạy lưới thêm một thời gian nữa cháu à. Nhưng có mà bội thu thì cũng chẳng ăn thua gì cậu à. Được một vài mẻ thì so với chi phí cũng không thấm vào đâu. Có khi chưa khô mồ hôi mà đã tiêu hết tiền rồi ấy chứ. Chưa kể ngày nắng mưa bão bùng. Đúng đó cậu ơi, vất vả lắm. Cậu cố gắng học hành, sau này đỡ khổ. Thôi chúng ta về thôi, kẻo lại muộn chợ bây giờ. Đến bao giờ thì những người dân quê mình mới hết khổ, hết nghèo đây? Bao giờ những tấm lưng lao động kia mới đỡ nhễ nhại mồ hôi? Khung cảnh ở đây đẹp quá ha anh. Đúng rồi em. Anh là dân ở đây phải không hả? Vâng, quê anh đẹp quá. Bãi biển rất sạch, nước trong cát vàng. Lại có những đảo nổi nữa chứ. Vâng, trên đảo còn có cả khỉ và nhiều loài động vật rất phong phú nữa đấy. Vậy á, thế thì tuyệt quá. Anh ơi, cho hỏi ở quanh đây có ai cho thuê thuyền không hả anh? Chúng tôi muốn thuê để tự chèo thuyền đi khám phá xung quanh đây. Anh chị muốn thuê thuyền ư? Nhưng mà ở đây xưa nay chưa thấy ai mở dịch vụ cho thuê cả anh chị à. Tiếc quá nhỉ. Phải rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Phong cảnh đẹp như thế này, tiềm năng còn đầy như thế này, thì tại sao mình lại không thể đề xuất một hướng đi mới về du lịch cho quê hương? Con nói sao? Con sẽ không đi tu nghiệp nước ngoài ư? Con đã quyết tâm rồi ba mẹ ạ. Con sẽ ở nhà làm du lịch xanh ngay tại quê ta ba mẹ ạ. Trời ơi, con đã suy nghĩ kỹ chưa hả Hùng? Con đang có một cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp đấy. Nghe ba, cứ đi tu nghiệp đi. Thế nào con chẳng xin được một công việc ổn định, có thu nhập cao mà lại nhàn thân hả con? Ba nói không sai đâu ạ. Nhưng mà ba, con thấy tiềm năng du lịch biển của chúng ta lãng phí bao lâu nay. Người dân thì vẫn khổ, vẫn nghèo. Với con, thành công nhất là làm cho quê hương được giàu đẹp hơn, để bà con đỡ khổ hơn. Một thời gian sau. Thế nào ạ? Các vị thấy sao về chuyến khảo sát du lịch sinh thái này ạ? Rất tốt anh bạn trẻ. Chúng tôi rất tin vào hình thức du lịch mới mẻ này. Kết hợp du lịch sinh thái với lịch sử, văn hóa, lại rất thân thiện trong lành với môi trường. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại xin giấy phép đầu tư vào khu này. Cảm ơn các anh. Và chúng tôi cũng thật sự khâm phục những người trẻ tuổi như anh Hùng đây, dám đứng lên tự mở ra hướng đi mới cho quê hương của mình. Anh chắc chắn sẽ là đối tác chúng tôi ưu tiên hàng đầu để hợp tác khi quay trở lại. Chỉ có anh Hùng là vất vả nhất thôi, hy sinh cả bản thân lăn lộn với quê hương làng xóm. Có gì đâu cơ chứ, làm được việc gì đó để trả chữ hiếu cho ba mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, cho quê hương đã giúp chúng tôi trưởng thành, thì dù có vất vả mấy chúng tôi cũng vui lòng. Ước nguyện cho mẹ. Hết nước uống mất rồi. Chắc phải ghé vào làng ở đây xin ít nước rồi mới đi tiếp được. Con mời mẹ ạ. Có ai ở nhà không? Là một vị đạo tiên. Xin hỏi con có thể giúp được gì không ạ? Ngài cần gì ạ? Chào anh, ta có việc đi ngang qua làng, chả may bầu cạn nước, nên ta mạo muội gõ cửa xin gia đình mình ít nước uống. Được thôi ạ. Mà cũng đã sắp muộn. Nếu đạo tiên không vội, mời ngài vào nhà dùng bữa tối với mẹ con đã. Cảm ơn anh, nhưng việc của ta không trì hoãn được, phải lên đường luôn, chỉ cần có chút nước là được rồi. Vậy phiền đạo tiên đợi một chút, con đi lấy nước cho ngài. Nước đây ạ, con gói thêm nắm cơm để đi đường ngày ăn cho đỡ đói bụng, nhà chả có gì nhiều, xin đạo tiên đừng chê. Thật cảm ơn anh. Ta xin phép. Dạ, chúc ngài thượng lộ bình an. Này anh, ta có thể nói chuyện riêng với anh một chút không? Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Thật sự ta định không nói, nhưng thấy anh là một người tốt bụng, nên cũng không đành cứ thế mà đi. Thưa Đạo Tiên, xin Ngài cứ nói ạ. Anh hãy bình tĩnh. Nhưng quả thật ta đã nhìn rất kỹ. Cứ theo sát khí hiện thấy thì đúng giờ ngọ ngày mai anh sẽ bị sét đánh chết. Hả? Liệu có lẽ có nhầm lẫn gì không ạ? Không thể sai được. Thú thật, được Đạo Tiên nói cho con biết số mệnh của mình, con lại thấy không hề sợ cái chết. Nhưng gia đình con vốn chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nay số con đến lúc tận, nhưng còn mẹ già ở lại thì sẽ không còn ai hầu hạ, phụng dưỡng nữa. Điều đó khiến lòng con chẳng thể nào yên. Xin Đạo Tiên hãy chỉ cho con một phương cứu nạn. Xin lỗi, ta thật không có cách nào hóa giải. Trời hôm nay quang đãng thế này cơ mà. Nếu lời Đạo Tiên nói là thật thì rồi đây ai sẽ là người chăm lo cho mẹ ta đây? Trời ơi, sao trời lại nỡ bắt mẹ con phải khổ thế này? Phận con đã đành, còn mẹ con thì sao đây trời? Phải làm sao đây? Chỉ còn cách đưa mẹ lánh đi vào giờ ngọ. Mọi điều cần nhắn nhủ mình đều đã ghi lại. Giờ chỉ còn trông chờ vào số phận mà thôi. Sắp đến giờ ngọ rồi. Mẹ ơi, con có chút việc phải ra ngoài. Hơi lâu một chút. Con đã chuẩn bị thuốc và vài món mẹ thích. Xin mẹ ghé tạm qua bên hàng xóm nhé. Có người trông chừng mẹ, con sẽ yên tâm hơn. Mẹ tự ở nhà cũng được mà. Con không phải lo đâu. Có chuyện gì cứ yên tâm. Đi rồi về sớm nha con. Con... Bỗng chốc mây đen kéo về. Lời Đạo Tiên nói sắp mưa lớn, không kịp đưa mẹ sang hàng xóm rồi. Con trai, có chuyện gì sao? Nhìn con có vẻ căng thẳng. Mà trời sắp mưa, liệu việc có gấp không? Đợi qua cơn rồi đi đâu hắn đi. Mưa thật rồi, giờ ngọ cũng sắp điểm kìa. Con nhất định đi sao? Mặc áo mưa vào chứ. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ ở nhà đừng ra ngoài nhé. Mưa chắc lớn lắm đấy. Con đi đã. Mình phải chạy thật xa nhà, không thể để mẹ nhìn thấy cảnh con trai của bà bị sét đánh được. Phía bên kia ngọn đồi là bãi vắng. Tốt nhất là không để ai nhìn thấy. Nếu mọi người kể đến tai bà, chắc chắn tim bà sẽ tan nát. Là anh đấy sao? Đã qua giờ ngọ rồi. Đã qua giờ ngọ rồi sao? Thì đúng vậy. Từ hôm qua, lòng ta lúc nào cũng nặng trĩu, thương cho số phận của mẹ con anh quá. Giờ ngọ đến, thấy trời mưa sấm chớp ầm ầm, ta chỉ còn biết cầu xin ông trời cho gia cảnh nhà anh. Nhưng như ta đã nói, ta không thể giúp được gì hơn. Vậy mà sao? Con không biết nữa. Chỉ là biết số phận khó tránh. Nhưng con còn tâm nguyện dây dứt, không đành lòng để mẹ già nhìn thấy cảnh con của mình bị sét đánh. Điều đó sẽ khiến bà ám ảnh những ngày còn lại không yên. Vì thế, con gắng chạy thật xa nhà. Sét có đánh trúng cũng chỉ mình con chịu mà thôi. Ra là vậy, đó chính là điều đã cứu anh đấy. Thầy nói vậy nghĩa là sao? Chính nhờ lòng hiếu thảo của mình, hiếu kính mẹ già mà anh đã cảm động trời xanh, nên mới hóa giải được đại nạn của mình. Thật vậy sao? Vậy là con sẽ tiếp tục được phụng dưỡng mẹ già. Bà không phải chịu cảnh lẻ loi khi xế chiều rồi. Đội ơn ông trời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.